Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát đến nay, tỉnh đã hỗ trợ hơn 81 tỷ đồng cho người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch. Cụ thể, toàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã thực hiện hỗ trợ cho 138.962 người với tổng kinh phí là 81,475 tỷ đồng. Trong đó, từ nguồn bảo hiểm xã hội, ngân hàng chính sách xã hội là 113.507 người với kinh phí là hơn 37 tỷ đồng. Nguồn ngân sách trung ương 60% và tỉnh 40% là hơn 7.300 người với kinh phí là hơn 14 tỷ đồng. Nguồn ngân sách tỉnh 100% theo nghị quyết 84 của Hội đồng Nhân dân và hỗ trợ lao động tự do đối tượng đặc thù là hơn 18.100 người với kinh phí hơn 27 tỷ đồng. Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tiếp nhận phản ánh kiến nghị của người dân, người lao động, người sử dụng lao động trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ để kịp thời hoặc báo cáo đề xuất xử lý theo thẩm quyền những vấn đề phát sinh.